bắn rổ mặt bạn 2 điểm nữa cho Cần Thơ Catfish. Bây giờ đang đợi cho Cần Thơ Catfish.
34. Một đội bóng của Nguyễn Hoàng Tuấn, bóng đã vào rổ. Đó là Tâm Đinh, trả bóng cho Hai Mươi Tinh. Tâm Đinh quyết định đột phá lên rổ, quá tuyệt vời.